Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng đến với quý vị mỗi chiều thứ hai từ 7 giờ đến 8 giờ. Và thưa quý vị, như thường lệ, quý vị có thể gọi vào, đây là một chương trình trực tiếp truyền hình nên quý vị có thể gọi vào số 714-893-3264 để đặt những câu hỏi liên quan đến y tế, đến sức khỏe, đến những thuốc men quý vị đang dùng. Và thưa quý vị, nếu quý vị không có cơ hội gọi vào thì quý vị có thể email chúng tôi qua ytelstv@gmail.com. Thì quý vị thấy trên màn hình cái email address đó. Và thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng. Xin kính chào bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng. Chào bác sĩ Thổi. Kính thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng là bác sĩ chuyên môn về bệnh tim mạch. Đã hành nghề trong quận Cam chúng ta nhiều năm. Và nghề cá nhân tôi cũng thường là tôi là bác sĩ gia đình nên đôi khi tôi có rất nhiều bệnh nhân refer bác sĩ Tùng. Và hôm nay mời được bác sĩ Tùng đây thì cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn thời gian bác sĩ Tùng đến đây. Để nói chuyện với khán giả. Và thưa, trong khi chúng tôi chờ đợi quý vị gọi vào số, tôi nhắc lại số 714-893-3264, thì chúng tôi có thể bắt đầu, trong khi chờ đợi chúng tôi sẽ trả hỏi những bác sĩ Tùng những câu hỏi mà quý vị email cho chúng tôi qua email address ở ytelstv@gmail.com. Thì thưa quý vị, thưa bác sĩ Tùng, có một ông tên là ông Minh, 61 tuổi, ở Roland High, California. Ông nói ngày xưa ông đi khám bệnh với bác sĩ gia đình ở trên tiểu bang khác đó, thì họ ống cái cholesterol ống khoảng từ 220 đến 240. Rồi cái mỡ tốt đó, là HDL nó khoảng chừng 70. Thì bác sĩ gia đình nó thôi không cần phải uống thuốc. Ông thì chắc là phải bỏ đi cứ ăn hay là tập thể thao gì đó thôi. Thế nhưng mà khi ông mua về đây, về vùng này thì bác sĩ gia đình ở đây đo cholesterol nói ông là 239 và cho ông Lipitor. Thì xin bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng bình phẩm vào những câu hỏi này. Thì về cái vấn đề mà về cao máu á, thì có vài cách, vài cái points mình phải để ý. Thứ nhất á, là mình phải coi thử cái nguy cơ của bệnh nhân là cái gì. Thứ nhất á, là bệnh nhân có bị huyết áp cao không, có bị tiểu đường cao mỡ, có bị bệnh động mạch vành hay không, có bị PAD, bệnh động mạch trong cái chân hay không. Thì những bệnh nhân mà có mấy cái risk factor mà cao á, thì lúc đó mình có thể đề nghị để uống thuốc cao mỡ. Thì thường thường ở đây á, mà mình cho thuốc cao mỡ thì mình để ý là cái LDL. Thì bệnh nhân nào mà bị bệnh có high risk là nguy cơ mà cao á, thì phải uống thuốc cao mỡ để cho cố gắng cái LDL á, dưới 100. Nhưng mà nếu bệnh nhân có đã từng thông tim, soi tim thông tim rồi á, hay bị nghẹt mạch máu tim á, thì lúc đó thì mình nên cố gắng cái LDL dưới 70. Thì trong trường hợp của cái chú này á, thì mình phải coi rõ ràng, coi thử cái risk factor là như thế nào, thì lúc đó mình mới quyết định được cho thuốc gì. Thì khi mình cho thuốc á, thì thuốc đầu tiên first line á, là thuốc statin, là như atorvastatin hay Lipitor. Nhưng cũng có cái thuốc đó là thuốc Crestor, hay là hai thuốc gọi mạnh nhất. Nhưng ngoài đó mình cũng có thể như Simvastatin, Zocor, Lovastatin, nó có vài cái loại thuốc khác nữa. Thì cái đó là thường thường cái thuốc đó là sẽ hạ xuống cái LDL. Nhưng mà một số bệnh nhân phải cần hạ cái triglyceride nữa. Thì ngoài ra cái thuốc mấy cái statin thì mình có mấy cái thuốc loại mới nữa, như thuốc Vascepa, họ mới ra là một cái loại dầu cá, thì cái đó cũng có thể có some effect. Còn ngoài ra nữa, gần đây cũng có mấy cái thuốc mới như thuốc Praluent hay Repatha, là một cái loại mà injectable mà chích vô để hạ xuống LDL. Thì bây giờ mấy cái thuốc này thì cũng mới ra, thì mấy cái studies thì cũng chưa có phải mà rõ ràng lắm. Hiện chi mình cũng có một số colleague mà sử dụng như thuốc như Repatha, bệnh nhân LDL 100 mấy, chích vô vài tháng sau còn mấy cái LDL 1 thôi. Nhưng mà các thì unproven yet, nếu như mình làm như vậy có thể giúp prevent future cardiovascular event hay không, thì cái đó thì mình still waiting for further trials. Ok, cảm ơn Nguyễn Hữu Tùng. Trên đường dây tôi có một khán giả, xin khán giả cho biết tuổi ở đâu và câu hỏi. Dạ thưa, tôi 65 tuổi, và tôi cái LDL tôi nó bị borderline, nó khoảng từ 99 khi 100 khi 101 là cao nhất,
như vậy mà tôi không muốn uống thuốc như vậy, làm sao để cho nó hạ cái LDL thưa bác sĩ ạ? À? Dạ thì chào cô, thì nếu như cái LDL mà cô có nguy cơ như bị huyết cao, cao mỡ, tiểu đường hay gì không? Dạ chưa có gì hết. Dạ thì nếu như cô không có cái nguy cơ gì hết á, thì bước đầu là mình đề nghị là kêu bằng lifestyle với dietary modification á, là ăn uống cho tốt, tập thể dục. Thì ở đây thì họ đề nghị á, là tập thể dục ít nhất 30 phút một ngày, một tuần 5 ngày, như đi bộ một cái brisk pace, đi bộ cũng hơi nhanh. Thì cái đó là bước đầu. Còn thiệt mà nếu không có cái nguy cơ gì khác á, không có bị bệnh động mạch vành, không có thông tin gì hết á, thì cũng không có phải cần mà cố gắng mà để cho dưới 100. Ở đây thì tôi chỉ nói lại những gì bác sĩ Tùng vừa mới trình bày với quý vị. Thì chuyện đầu tiên khi quý vị gọi vào cũng như là quý vị email chúng tôi nên cho biết những chi tiết khác nữa. Ví dụ như là có mập phì hay không, có bị cao máu ở tiểu đường hay không, và đồng thời nếu mà có thể cho những con số chính xác thì nó tốt hơn. Yeah. Đúng rồi. Rồi cảm ơn bà nha, chúng tôi hy vọng bà trả lời bà rồi nha. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào số 714-893-3264 thì tôi tiếp tục hỏi bác sĩ Tùng qua cái email address nha. Cô bà tên là Phạm Mộng Đào. Bà nói thưa bác sĩ, bà là bán 50 tuổi. Bà nặng 117 pound mà cao 5 feet. Từ 5 phút, tất nhiên là cũng không đến nỗi tệ. Thế là bà rất là fit, phải không? Thì bà nói là hồi trước thì cái hemoglobin A1C của bà đó, đường 3 tháng đó, nó là 5.4. Rồi cái năm nay đó, 2018 đó, khi đường A1C của bà nó lên 5.8. Thì bà nói là ok, khi mà thử đó 2 lần liền nó có 5.8 rồi. Mà bà có uống, thường thường thì bà hay mua những cái thuốc, nhưng mà bà nói là mỗi một ngày đó, bà uống 2 teaspoon bột ngũ cốc. Trong đó có chất green bean, rồi red bean, rồi có lotus. Hai thuốc này đó, bạn hỏi là số 1, có làm cho đường 3 tháng từ 5.4 đến 5.8 không? Và có nên tiếp tục uống hay phải ngừng? Thì trong cái trường hợp này á, cũng khó biết là cái thuốc này có ảnh hưởng hay không. Tại vì mình phải coi cái chai, cái label, là coi thử nó có cái chất gì, có cái lượng bao nhiêu. Thì nếu như cô mà thấy mà sau khi uống mấy cái thuốc này mà nếu như có tăng cái lượng đường thì có thể ngừng một thời gian coi thử có thay đổi hay không. Ngoài ra nữa mình phải lo là khi là nếu cái A1C mà hơn 6.5 là lúc đó là bệnh nhân bị tiểu đường, hèn chi cũng phải theo dõi rất cẩn thận. Tại vì khi mà thử máu cô ngừng liền á, thì mình thử máu tháng sau chưa chắc có ảnh hưởng cái A1C, thì phải đợi một thời gian dài hơn, có ít nhất 3 tháng. Thì tóm tắt thì để trả lời cô, thì cô hỏi thêm một cái thuốc mà cô uống thứ nữa là nó gọi là Sinsulin, nó có cinnamon ở trong, mà bán được Costco đó. Thì tôi đồng ý bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng là những thuốc mà mình uống mà không biết rõ cái lượng, còn liều lượng nó bao nhiêu. Thì muốn sợ thì cứ ngừng đi phòng. Dạ đúng rồi. Ngừng rồi 3 tháng sau mình thử lại. Còn nó có giảm hay không. Còn nếu mà nó giảm xuống thì đúng là tại nó rồi. Còn nếu mà nó cũng tiếp tục nó cao thì phải nghĩ chuyện khác nữa phòng. Dạ đúng rồi. Ok. Kính thưa quý vị, thì chương trình phần đầu của chúng tôi đến đây xin tạm gián đoạn, dành phần quảng cáo những cơ sở thương mại bảo trợ chương trình. Tuy nhiên chúng tôi tiếp tục nói chuyện quý vị off air.